Chính quyền Trung cộng kiểm soát chặt thông tin, vụ lật tàu làm 396 người chết, tin từ Hồ Bắc Hoa Lục. Hôm nay ngày 6 tháng 6, chính quyền Trung cộng hứa hẹn sẽ làm tất cả mọi việc để đáp ứng yêu cầu của các gia đình nạn nhân đi trên du thuyền ngôi sao phương đông bị lật úp trên sông Dương Tử vì bảo khiến 396 người chết. Chính quyền địa phương đã mang máy móc dùng để nhận dạng thi thể của các nạn nhân đến tận nơi xảy ra tai nạn. Đài truyền hình nhà nước Trung Cộng bị cấm loan tại các chương trình quảng cáo trong vòng 3 ngày để gọi là tưởng niệm các nạn nhân trong tai nạn lớn nhất trong 7 thập niên qua. Sáng thứ Bảy hôm nay, ngày 6 tháng 6, đội cứu nạn tiếp tục trục vớt chiếc du thuyền lên bờ và công bố số người tử nạn lên đến 331 người, với khoảng 100 người còn mất tích. Giang giào tổng quản trị của công ty điều hành du thuyền ngôi sao phương Đông, đã xin lỗi về tai họa xảy ra. Trong cuộc phỏng vấn của đài truyền hình nhà nước vào ngày thứ Sáu, ngày 5 tháng 6, nói rằng Họ hợp tác đầy đủ với nhân viên điều tra. Còn Bắc Kinh cho biết sẽ không che giấu được nguồn tin. Hơn 1.000 thân nhân của các nạn nhân đã tụ tập tại trung tâm tỉnh Hồ Bắc, nơi chiếc tàu bị lật chìm đã bày tỏ sự thất vọng vì không nhận được đầy đủ thông tin từ chính quyền địa phương. Hoạt động của giới truyền thông liên quan đến vụ chìm tàu bị kiểm soát chặt chẽ. Thuyền trưởng Giang Sung Wen, 52 tuổi, lần đầu tiên lên tiếng sau tai nạn nói rằng gió mạnh đã làm tàu bị lật mặc dù ông đã cố chuyển hướng đi. Ông này và kỹ sư trưởng của du thuyền đã bị bắt để thẩm vấn là hai trong số 14 người được cứu sống.